Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Mộ Dung mở rèm ra xem, thấy Lâm Uyên vẫn đứng cầm bánh kem ở đó sau khi trời ngừng mưa. 3 giờ sau, Lâm Uyên vẫn đứng im ở đó, không rời nửa bước. Mộ Dung có chút mềm lòng, thầm nghĩ, anh ta bị ngốc sao? Anh ta vẫn ở quanh đây sau khi mình cố làm khó anh ta. Mộ Dung đành đi xuống dưới mở cửa ra xem tình hình. Khi Mộ Dung vừa mở cửa, Lâm Uyên đã kính cẩn hỏi, tiểu thư cô có muốn dùng bữa bây giờ không? Mộ Dung giả vờ lạnh lùng nói, không, đi thay đồ đi, bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài. Lâm Uyên khẽ đáp, vâng. Một lát sau, Lâm Uyên đã thay đồ xong và tới chỗ Mộ Dung. Mộ Dung cũng đã thay một bộ váy xinh đẹp, sửa soạn xong xuôi. Lâm Uyên khẽ hỏi Mộ Dung, tiểu thư, hôm nay cô chuẩn bị đi đâu ạ? Mộ Dung lạnh nhạt bảo, tôi sẽ đi tới đường cầu phía nam. Nghe vậy Lâm Uyên có phần lo lắng, nhắc khéo Mộ Dung, tiểu thư, con đường đó không thuộc địa bàn của Lăng gia, nó rất nguy hiểm. Mộ Dung bực bội hả một tiếng, quay sang đá xéo Lâm Uyên, ý anh là kỹ năng của anh không đủ tốt để bảo vệ tôi. Lâm Uyên khép nép thưa, tôi không có ý đó. Mộ Dung đắc ý nói, phải rồi, đừng quên những gì anh đã nói, anh nghe theo tôi, không còn cách nào khác. Lâm Uyên đành cung phụng và đi theo Mộ Dung đến đường cầu phía nam. Đến nơi, Mộ Dung tấp vào một quán bar. Mộ Dung ngồi vào bàn, đập bàn gọi lớn, phục vụ bước tới kính cẩn hỏi, tiểu thư, cô muốn gọi gì ạ? Mộ Dung bá đạo nói, đem tất cả các tiểu đệ đẹp trai ra đây. Phục vụ cười đáp, vâng, xin đợi một lát, rồi rời đi gọi người tới. Lâm Uyên ở cạnh nhắc khéo Mộ Dung, tiểu thư, những người ở đây rất phức tạp. Mộ Dung không thèm nghe lời Lâm Uyên, còn của trách, anh có quyền gì mà ngăn tôi không thể yêu cầu người khác phục vụ đồ uống hay sao? Lâm Uyên đành im lặng, chiều theo ý của Mộ Dung. Lát sau, ba chàng trai mặc đồ phục vụ, nháy mắt đưa tình bước vào nói, những chàng trai cô yêu cầu ở đây ạ? Họ còn tạo dáng, chào Mộ Dung, hi, baby, bọn họ nhanh chóng ngồi vây lấy Mộ Dung, phục vụ cho Mộ Dung, nhưng Mộ Dung không hài lòng, mỉa mai nói, đây là những người đẹp trai nhất trong quán anh sao? Tất cả các người cút ra ngoài. Phục vụ nén cơn giận hỏi Mộ Dung, vậy cô còn muốn gì khác không ạ? Mộ Dung trầm tư nói, tôi nghĩ, rồi Mộ Dung đưa mắt về người tóc tím nói, cái người đứng đằng kia không tệ. Mộ Dung đứng dậy đi tới chỗ người tóc tím đang uống rượu gần đấy, nâng cằm người tóc tím đó lên, khêu gợi, tiểu đệ đệ thật là tuấn tú, có hứng thú uống với chị một ly không? Người tóc tím ngơ ngác hỏi, tiểu đệ đệ? Mộ Dung mỉm cười chọc bảo, ô cậu không phải sao? Người tóc tím liền hất tay Mộ Dung ra, tức giận răn đe Mộ Dung, đừng có chạm vào tôi, nếu không đừng trách tôi thô lỗ. Mộ Dung không hề e sợ, hỏi ngược lại, thô lỗ bằng cách nào cơ? Mấy người đầu gấu đứng gần đó nghe vậy rất tức giận, muốn xông đến chỗ Mộ Dung. Lâm Uyên nhanh chóng chạy tới chắn trước Mộ Dung, đồng thời cũng nhắc nhở, tiểu thư làm ơn đừng gây rắc rối không cần thiết. Mộ Dung hống hách bảo, anh đang nói cái gì vậy? Rồi Mộ Dung đặt tay lên vai Lâm Uyên, tinh nghịch nói với người tóc tím, đây là vệ sĩ mới mà gia đình tôi thuê, tôi chỉ muốn trải nghiệm sự an toàn của nơi hỗn loạn nhất trong thành phố A thôi. Người tóc tím nhoẻn miệng cười nói, thú vị thật, vậy thì tôi sẽ chơi với cô. Ngay sau câu nói đó, phục vụ rút ra cây súng chĩa sau lưng Mộ Dung. Lâm Uyên phát giác được, vội vàng đỡ cho Mộ Dung, đồng thời cũng la lên, coi chừng, tiếng súng nổ vang lên, bắn trúng vào hông Lâm Uyên. Lâm Uyên nhăn mặt vì đau, Mộ Dung lại không hề hay biết, còn ra lệnh dạy cho chúng một bài học. Lâm Uyên nắm lấy tay Mộ Dung, vừa kéo chạy vừa nói, tôi không thể để cô hành động ngang ngược được nữa. Người tóc tím thấy hai người bỏ chạy thì ra lệnh cho đàn em, không được để chúng chạy thoát. Lâm Uyên kéo Mộ Dung vào một con hẻm, sau khi dừng chân, Lâm Uyên thở hộc đầy khó khăn. Mộ Dung đứng bên cạnh đá đều, anh bỏ chạy khi chỉ vài người bọn họ, ghê thật đấy, lúc đó anh nên mặt đối mặt đánh nhau với bọn họ, nó sẽ tuyệt không tưởng. Lâm Uyên nghiến răng bực tức, cô. Ngay sau đó, Lâm Uyên ép Mộ Dung vào tường. Mộ Dung có phần ngại ngùng, lắp bắp hỏi, anh đang làm cái gì vậy? Vết thương ở hông Lâm Uyên đã rớm máu ra vạt áo trắng. Lâm Uyên thở một cách khó khăn, gắng gượng nói, tiểu thư, lần tới làm ơn đừng đùa như vậy nữa. Ngay sau đó, Lâm Uyên ngất lịm đi. Mộ Dung vội đỡ lấy, trong lúc đỡ, Mộ Dung cảm thấy tay dính chất lỏng nào đó, đưa lên nhìn thấy máu. Lúc này Mộ Dung mới nhận ra, gấp gáp hỏi, anh đang chảy rất nhiều máu, anh đã bị thương khi nào? Vậy sao anh không nói cho tôi biết? Lâm Uyên lúc này mất quá nhiều máu nên không thể đáp lại Mộ Dung. Mộ Dung vội rút điện thoại ra gọi cho Lăng Dạ, liên tục cầu xin, Lăng Dạ mau nghe máy đi. Diệp Giao đút tay vào túi quần, sờ thấy một vật gì đó, thế là Diệp Giao lôi ra xem, hóa ra là một bảng tên hình xương có khắc chữ Bubi. Diệp Giao khẽ thở dài, thầm bảo, cái này là thẻ tên mình tự làm cho Bubi, tốt hơn hết là đưa thôi. Bỗng dưng có vài người bác sĩ chạy tới chỗ Diệp Giao, khi thấy cô thì họ thở phào nhẹ nhõm, ngài Bạch, mai thay ngài ở đây. Diệp Giao đoán chừng đã có vấn đề gì nên vội hỏi, có chuyện gì vậy? Bọn họ lo lắng nói, ngài mau ngăn bạn của ngài lại đi, họ sắp đánh nhau rồi. Diệp Giao nhìn từ xa thấy Lăng Dạ và Tiêu Minh đang xích mích với nhau, Diệp Giao vội chạy tới ngăn cản, dừng tay. Diệp Giao đứng chắn cho Lăng Dạ, hung dữ nạt Tiêu Minh, Tiêu Minh, anh lại làm gì nữa? Lăng Dạ thấy Diệp Giao thì mừng rỡ, a phi, còn Tiêu Minh thì cười đau khổ, chua chát nói, dù cho tôi không làm gì chăng nữa, em vẫn đứng về phía cậu ta. Lăng Dạ ở phía sau Diệp Giao, bực bội nói lớn, a phi là của tôi, tại sao cậu lại muốn A Phi về phía cậu cơ chứ? Diệp Giao cũng đồng tình với câu nói của Lăng Dạ, đúng vậy, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ đứng về phía Lăng Dạ. Lăng Dạ nghe thế thì vui lắm. Lúc này ân cần hỏi han cô, A Phi tại sao cậu lại ở đây, mặc áo vào không thì sẽ bị cảm đấy. Nói rồi, Lăng Dạ khoác áo lên cho Diệp Giao. Diệp Giao bối rối trả lời Lăng Dạ, tôi chỉ là vô tình ghé ngang. Lăng Dạ khẽ ồ lên một tiếng, sau đó khoác vai Diệp Giao, rồi quay sang cảnh cáo Tiêu Minh, đừng để tôi phải nhìn thấy cậu lần nữa. Bỗng dưng lúc này điện thoại của Lăng Dạ và Tiêu Minh reo lên, cả hai đồng thời bắt máy. Không biết bên kia nói gì mà cả hai đều lộ vẻ mặt hốt hoảng, đồng thời nói lớn, cái gì? Diệp Giao vội hỏi Lăng Dạ, chuyện gì vậy? Lăng Dạ có chút khẩn trương, gấp gáp nói, A Phi, Mộ Dung đang gặp rắc rối. Nghe vậy, Diệp Giao cũng lo lắng cho Mộ Dung, liền hỏi, ở đâu? Lăng Dạ vội đáp, ở trên đường cầu Nam. Đến đó thôi, trước lúc đi, Lăng Dạ không quên quay lại cảnh cáo Tiêu Minh lần nữa, đừng để tôi phải nhìn thấy cậu lần nữa. Tiêu Minh đưa mắt nhìn theo, xong lại tập trung vào cuộc điện thoại. Tiêu Minh khẩn trương hỏi lại đầu dây bên kia, cậu nói Mộ tiểu thư đang gặp nguy hiểm, tôi tới đó liền đây. Cùng lúc đó, ở phía bên kia con hẻm, người tóc tím đã đuổi ra tới đó, ra lệnh cho đàn em chia nhau ra tìm. Tất thảy đàn em đều xông ra, đạp đổ tứ tung để tìm người. Mộ Dung nấp sau góc cẩn thận nhìn tình hình, nhìn Lâm Uyên thở hộc hộc, vết thương ngày càng chảy máu. Mộ Dung lo lắng nghĩ, nếu vết thương không được chữa trị ngay thì anh ấy sẽ gặp nguy hiểm mất. Không chút do dự, Mộ Dung xé váy của mình ra, rồi cởi áo của Lâm Uyên. Lâm Uyên có chút hoảng loạn kêu lên, cô làm gì vậy? Mộ Dung quả quyết bảo, đừng la hét gì hết và nghe tôi nói đây. Sau đó, Mộ Dung cởi áo của Lâm Uyên ra, thấy vết thương đầy máu, nhìn có vẻ nghiêm trọng. Mộ Dung trách móc Lâm Uyên, anh bị thương nghiêm trọng vậy mà không bảo với tôi. Lâm Uyên bối rối đáp, Mộ Dung dịu giọng lại, khẽ bảo, được rồi, đừng nói nữa, nếu không phải vì anh muốn bảo vệ tôi. Rồi sau đó Mộ Dung lấy vải cuốn quanh vết thương cho Lâm Uyên. Sau khi làm xong, Mộ Dung lau mồ hôi trên mặt, khẽ bảo, cuối cùng cũng cầm máu được rồi. Bỗng dưng lúc này có tiếng bước chân chuyển tới, kèm theo thanh âm của tên phục vụ lúc nãy, còn chỗ này chưa lục soát, đi tìm đi. Hai đàn em phía sau hắn ta đáp vâng, rõ rồi bắt đầu tìm kiếm. Tên phục vụ lên nòng súng, hung dữ quát, tìm nhanh lên, ông chủ đang nổi giận rồi. Mộ Dung nghe vậy thì lo lắng khẽ kêu lên, ôi không. Mộ Dung nắm chặt tay, ngó ngàng nhìn tình hình bên ngoài để làm gì đó. Lâm Uyên thấy thế thì vội chụp lấy tay Mộ Dung lại, lo lắng hỏi, tiểu thư, cô đang tính làm gì vậy? Mộ Dung quay sang nói với Lâm Uyên, nghe này, nếu tôi bị bọn họ bắt, họ sẽ không dám làm gì tôi bởi tôi có nhà họ Mộ chống lưng. Lâm Uyên hiểu ý của Mộ Dung, vội khuyên ngăn, nhưng tiểu thư không thể. Nhưng Mộ Dung chặn họng Lâm Uyên lại, dặn dò, anh ở đây đợi Lăng Dạ, tôi sẽ đợi anh và mọi người đến cứu tôi sau. Ngay lúc đó, Mộ Dung gỡ tay Lâm Uyên ra, rồi rảo bước đi ra ngoài, mặc cho Lâm Uyên kêu lên, Mộ tiểu thư. Mộ Dung quay lại nhìn Lâm Uyên, khẽ cười bảo, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Cuộc sống của tôi đáng lẽ ra nên kết thúc từ 5 năm trước rồi. Sau đó Mộ Dung quay người rời đi. Lâm Uyên kêu lên thảm thiết và bất lực. Không, tên phục vụ thấy Mộ Dung thì liền la lên, sếp, cô ta ở đây. Người tóc tím nhanh chóng ra lệnh, chặn cô ta lại. 3-4 đàn em chụp lấy tay Mộ Dung, ép Mộ Dung vào góc tường. Người tóc tím chậm rãi bước tới, khoanh tay nhìn Mộ Dung mà nham hiểm nói, quả nhiên cô đã từng nghĩ đến điều đó và đến đây nộp mạng. Mộ Dung cố đè nén cảm xúc sợ hãi, lên giọng bảo, ha, tôi là người của Mộ gia. Người tóc tím không hề dè chừng, còn bực tức nói, tôi không quan tâm cô là ai, nhưng chắc chắn cô phải trả giá những gì đã làm. Sau đó, người tóc tím ra lệnh cho đàn em mau chóng xử lý và dạy cho cô ta một bài học. Các đàn em tuân lệnh, vây quanh lấy Mộ Dung. Người tóc tím cười thỏa mãn, quay người rời đi. Một đàn em bẻ khớp tay, nham hiểm nhìn Mộ Dung rồi nói, cô cũng ngoan cường đấy, đánh cô ta. Mộ Dung lùi dần về sau, nhưng ngay cả phía sau Mộ Dung cũng là đàn em của người tóc tím. Đàn em đó còn hung hãn hỏi Mộ Dung, tiểu thư cô nghĩ sẽ đi đâu? Mộ Dung bị chèn ép tứ phía, không thể trốn được. Một đàn em trong đám đó xỉa sói Mộ Dung, vệ sĩ của cô đâu, chẳng lẽ hắn đã bỏ cô lại và chạy trốn rồi? Rồi đàn em đó xoay khớp tay, vung nắm đấm về phía Mộ Dung. Lâm Uyên vội lao ra đỡ cho Mộ Dung. Mộ Dung thấy Lâm Uyên bất chợt xuất hiện thì ngạc nhiên hỏi, Lâm Uyên, tại sao anh? Mấy đàn em cười nhạo, chả đúng là một con chó trung thành bảo vệ chủ nhân. Bọn họ còn dùng chân đạp mạnh lên lưng Lâm Uyên, bởi vì vết thương đạn ban nãy và những cú đạp rất mạnh nên Lâm Uyên ho ra máu. Mộ Dung thấy vậy thì lo lắng, đồ ngốc, tôi bảo cậu đợi tôi cơ mà. Lâm Uyên gắng gượng vươn tay ra, lau nước mắt cho Mộ Dung, yếu ớt nói, xin lỗi, đừng khóc, bảo vệ cô là nhiệm vụ của tôi. Ngay sau đó, Lâm Uyên khuỵu xuống, Mộ Dung nước mắt ròng ròng, vội vàng kêu lớn, Lâm Uyên. Lăng Dạ dí súng vào đàn em lúc này, tức giận quát lớn, chúng mày vừa nói ai là chó? Cùng lúc đó, Diệp Giao đánh sau gáy khiến hắn ngất lịm đi. Mấy đàn em khác hoảng sợ, ôi không, là người của Lăng Gia, vội vàng bỏ chạy. Lăng Dạ đến chỗ Mộ Dung, lo lắng hỏi, Mộ Dung, cậu ổn chứ? Mộ Dung ôm Lâm Uyên vào lòng, khẩn trương nói với Lăng Dạ, nhanh lên, mau đưa anh ấy quay lại trụ sở, tối đến. Tại trụ sở, Lâm Uyên dần dần mở mắt tỉnh dậy. Mộ Dung ngồi túc trực bên cạnh giường Lâm Uyên, thấy Lâm Uyên tỉnh dậy thì mừng rỡ nói, anh tỉnh lại rồi. Mộ Dung lo lắng hỏi han Lâm Uyên, anh có muốn ăn thứ gì đó không? Tôi sẽ cho người chuẩn bị. Lâm Uyên chống người ngồi dậy, khẽ đáp, không cần. Mộ Dung cầm ly nước lên, ân cần nói, Có khát không, uống chút nước đi, Lâm Uyên kiên dè bảo. Tiểu thư, cô không cần làm việc đó. Mộ Dung lúc này hỏi thẳng Lâm Uyên, anh biết là tôi cố tình, vậy mà vẫn bảo vệ tôi. Câu trả lời của Lâm Uyên trước sau như một, khẳng định như đinh đóng cột, nhiệm vụ của tôi là cô. Mộ Dung ngấn lệ khi nghe thấy câu đó, rồi òa khóc nức nở. Cùng lúc đó, ở phía bên phòng họp, Lăng Dạ có phần bực bội nói, tôi từng làm Tiêu gia tán ra bại sản, vậy mà Tiêu Minh vẫn kiêu ngạo như vậy. Thấy Diệp Giao trầm tư không đáp lại mình, Lăng Dạ vỗ vai Diệp Giao, khẽ hỏi, có chuyện gì vậy A Phi? Diệp Giao hơi giật mình, ngập ngừng đáp, à, không có gì, tôi đang nghĩ tại sao Tiêu Minh lại xuất hiện ở đó. Nhắc đến Tiêu Minh, Lăng Dạ lại bực bội bảo, ai biết, chúng ta nên chuẩn bị tốt. Diệp Giao chỉ khẽ đáp. Đúng vậy, Diệp Giao trầm tư nhớ lại việc đã xảy ra 3 giờ trước, khi Tiêu Minh đang nói qua điện thoại ra lệnh tất cả rút lui, thì lúc đó Diệp Giao vừa lúc đánh ngất đàn em. Tiêu Minh dường như nhận ra sự hiện diện của Diệp Giao dù chỉ qua màn hình nên kêu lên, Bạch Phi. Thấy trong điện thoại có ai đó gọi tên mình, Diệp Giao nhặt lên nghe. Cậu là? Tiêu Minh ở đầu dây bên kia trả lời, tôi là Tiêu Minh, lần này tôi sẽ cho người rút lui, nếu cô không muốn xảy ra mâu thuẫn giữa hai gia tộc thì mau chóng rời đi cùng Lăng Dạ. Diệp Giao cảnh giác hỏi, tại sao tôi phải tin anh? Tiêu Minh gấp gáp nói, khi cô đến hiện trường, người của tôi sẽ rút lui, nhanh chóng đưa họ đi ngay lập tức, không còn cách nào khác. Diệp Giao đành thuận theo, tôi hiểu rồi, quay trở lại bây giờ. Diệp Giao ưu sầu nói với Lăng Dạ, tôi về trước. Lăng Dạ thấy thế thì ngạc nhiên hỏi, ể về sớm thế? Nhưng Diệp Giao không đáp lại, cô rời khỏi phòng họp, vừa nhìn chiếc bảng tên khắc cho Bubi vừa thầm nghĩ, Tiêu Minh, hình như mình đã nghĩ sai về anh ta rồi. Diệp Giao nắm chặt lấy bảng tên, trong lòng nhiều ưu sầu khó đoán. Lăng Dạ ở lại phòng họp, cũng có chút trầm tư, A Phi gần đây rất bận. Ngày hôm sau, thấy Diệp Giao ôm sấp tài liệu đi tới, Mộ Dung liền quay sang hỏi, "Dô đến tìm Lăng Dạ à?" Diệp Giao đáp, "Tôi cần cậu ấy để ký một vài tài liệu." Mộ Dung cười nói, "Có vẻ không được rồi, Lăng Dạ vẫn còn đang lười biếng trên giường, có lẽ phải cần." Rồi Mộ Dung nâng cầm Diệp Giao lên, trêu chọc, cần A Phi hôn một cái trước khi thức dậy. Diệp Giao bị chọc đỏ hết cả mặt, vội vàng chuồn đi. Tôi đi tìm Lăng Dạ đây. Mộ Dung che miệng cười, khẽ nói, đáng yêu ghê. Có vẻ sự giúp đỡ này rất đáng. Diệp Giao chạy lên lầu, gõ cửa phòng gọi Lăng Dạ, thấy không ai trả lời. Diệp Giao mở cửa, khẽ nói, tôi vào nhé. Vào trong phòng, Diệp Giao thấy Lăng Dạ vẫn còn nằm ngủ ngon lành trên giường, tiến tới gọi, Lăng Dạ, dậy nhanh lên, có một vài tài liệu cần ký. Lăng Dạ mày nheo bảo, cho tôi ngủ thêm một lúc đi. Diệp Giao tức giận, vừa kéo chân vừa gọi Lăng Dạ, dậy đi. Lăng Dạ kéo tay Diệp Giao, kéo cô xuống giường. Diệp Giao ngại ngùng lắp bắp hỏi, Lăng Dạ, cậu đang làm gì vậy? Lăng Dạ làm nũng Diệp Giao, cho tôi ngủ thêm xíu nữa đi, A Phi ngủ với tôi nha. Diệp Giao nằm xuống giường hỏi Lăng Dạ, tối qua cậu đã làm gì? Rồi bất ngờ Diệp Giao kéo chân lên, lớn giọng, dậy nhanh lên. Chiếc chân được lật lên để lộ cơ bụng săn chắc của Lăng Dạ. Diệp Giao vội nhắm mắt lại, ngại ngùng hỏi, sao cậu không mặc đồ gì hết? Lăng Dạ ủy khuất bảo, tối qua tôi rất mệt mỏi, chỉ 10 phút nữa thôi. Sau đó Lăng Dạ kéo Diệp Giao vào lòng, ôm thật chặt. Thấy Lăng Dạ như vậy, Diệp Giao cũng hết cách, đành đồng ý, được rồi, chỉ 10 phút thôi đấy. Nằm ôm Lăng Dạ, Diệp Giao cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Mộ Dung ở ngoài cửa hóng chuyện, cười đắc ý, đúng là tình anh em, hô hô hô. Tiện tay, Mộ Dung còn lấy điện thoại ra chụp lại. Bên khác, ở trụ sở, Hắc Nham đang làm việc thì có người gọi tới. Hắc Nham cầm điện thoại lên, bắt máy. Tôi là Hắc Nham đây, có việc gì? Ninh Hữu ở đầu dây bên kia khẽ nói, tôi đoán rằng cậu vẫn còn nhớ tôi. Hắc Nham đáp lại. Ninh Hữu, đương nhiên là còn nhớ. Thế là Ninh Hữu hỏi Hắc Nham, khi nào cậu rảnh, đi uống một ly không? Hắc Nham ngay lập tức cúp máy, chửi rủa Ninh Hữu là đồ điên. Ninh Hữu lại gọi điện cho Hắc Nham, úp mở nói, cậu không muốn biết tại sao tôi lại tìm cậu sao? Hắc Nham mất kiên nhẫn bảo, nói nhanh lên. Ninh Hữu cười bảo, tôi có thứ cậu cần. Hắc Nham không hiểu ý Ninh Hữu nên hỏi lại, tôi cần cái gì? Ninh Hữu liền đáp, đương nhiên là thông tin về anh trai của cậu. Nghe vậy, Hắc Nham có chút dao động. Anh? Ninh Hữu bắt đầu thả mồi câu Hắc Nham, không muốn biết nhiệm vụ mới nhất của cậu ta là gì sao? Quả nhiên Hắc Nham dính câu. Hắc Nham nói với Ninh Hữu, được rồi, gửi cho tôi địa chỉ. Ninh Hữu gửi địa chỉ quán bar cho Hắc Nham. Hắc Nham đi tới nơi, gấp gáp nói với Ninh Hữu, nói về thông tin anh có đi. Ninh Hữu từ tốn bảo, đừng nóng vội, tâm sự chút đã. Rồi Ninh Hữu búng tay ra lệnh cho phục vụ bưng rượu tới. Ninh Hữu nhìn chai rượu, thầm cười gian, mặc dù rượu này rất ngọt nhưng lại rất mạnh. Quả nhiên nửa tiếng sau, Hắc Nham đã say bê bết. Cho tôi rượu, tôi vẫn muốn uống. Ninh Hữu tiến tới dò hỏi, nay cậu có ổn không? Hắc Nham lúc này đã quá say, nhìn Ninh Hữu ra làm ba, còn ngơ ngác hỏi, anh là ai? Tại sao có đến tận 3 người? Lúc này, Hắc Dực từ đâu xuất hiện sau lưng Hắc Nham, đặt tay lên vai Hắc Nham. Hắc Nham ngơ ngác xoay người lại, hỏi Hắc Dực, sao anh lại ở đây? Hắc Nham như một đứa trẻ, nắm lấy tay Hắc Dực, lẩm bẩm bảo, buồn ngủ quá. Hắc Dực lạnh lùng hỏi Ninh Hữu, cậu bảo nó đến đây? Ninh Hữu cười đáp, tất nhiên không phải, tôi đang giúp cậu. Hắc Nham xoa xoa đầu, làm nũng Hắc Dực, anh, em cảm thấy rất chóng mặt, em muốn được anh ôm. Hắc Nham lúc say rượu vô cùng chủ động và gợi cảm khiến trái tim Hắc Dực bị xuyên thấu. Hắc Dực ngay lập tức bế Hắc Nham rời đi. Ninh Hữu đứng đó vẫy tay bảo, chăm sóc tốt, tạm biệt. Hắc Nham say rượu bị bế đi cũng không phản kháng, còn vẫy tay chào lại Ninh Hữu. Hắc Dực bế Hắc Nham về phòng mình, dùng một chân đạp tung cánh cửa rồi quăng Hắc Nham lên giường. Sau đó, Hắc Dực đè sát Hắc Nham, bảo: "Anh đã cảnh báo trước rằng em sẽ phải trả giá nếu chọc tức anh." Hắc Dực hỏi Hắc Nham: "Sao em lại đến quán bar uống rượu với Ninh Hữu?" Hắc Nham xoay người trở lại, ủy khuất nói: "Anh có quyền gì mà quản em chứ? Lúc nhỏ anh có bao giờ quan tâm em đâu." Hắc Dực xách áo Hắc Nham lên, tức giận nói: "Em", rồi lại quăng Hắc Nham xuống giường, bực tức nói: "Đừng đùa nữa, em say rồi." Hắc Nham say rượu xong như ăn tôm hùm, đấm liên hoàn vào ngực Hắc Dực, bực bội bảo: "Em không say, em có thể còn uống tiếp." Hắc Dực ảo não bảo: "Anh không cho phép em gặp lại cậu ta lần nữa." Hắc Nham không nghe theo, phản bác: "Em sẽ gặp bất cứ ai em muốn, chúng em sẽ không chỉ đi uống cùng nhau, bọn em còn." Hắc Dực gằn giọng hỏi: "Còn làm gì?" Hắc Nham nói lớn: "Còn là những người bạn thân thiết nữa, anh không thể quản em được đâu." Hắc Dực nắm lấy cằm Hắc Nham, bực bội hỏi: "Em có biết cậu ta là ai không?" Hắc Nham hất tay Hắc Dực ra, hờn dỗi bảo: "Ai cũng được, ngoại trừ anh." Thấy Hắc Dực sầm mặt tức giận, Hắc Nham còn cười lớn, hoan hỉ bảo: "Ha ha, vậy là anh vẫn bị em làm cho tức giận." Hắc Dực đã tức nay còn bị chọc tức hơn, liền bế Hắc Nham lên. Hắc Nham có chút hoảng loạn, lắp bắp nói: "Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Bỏ em xuống đi." Hắc Dực mặc kệ Hắc Nham, bế Hắc Nham vào phòng tắm rồi quẳng Hắc Nham xuống bồn tắm. Hắc Nham người ướt như chuột, bực tức hỏi Hắc Dực: Anh làm cái gì vậy?" Hắc Dực cầm lấy vòi hoa sen xịt vào người Hắc Nham, nhoẻn miệng cười bảo: "Giải rượu cho em." Hắc Nham bị nước tạt lên mặt liên tục, bắt đầu tủi thân, khóc lóc: "Anh bắt nạt em, hu hu hu, ngay cả anh cũng bắt nạt em." Thấy Hắc Nham như vậy, Hắc Dực cũng không xịt nước nữa, chỉ hỏi: "Biết sai chưa?" Sau đó, Hắc Dực cúi xuống nói với Hắc Nham: "Anh sẽ tính sổ với em sau khi em tắm xong." Hắc Nham khẽ hức lên. Hắc Dực vừa lột áo Hắc Nham ra vừa bảo: "Ngoan ngoãn và cởi quần áo ra." Phía bên biệt thự của Lăng Dạ, Diệp Giao từ từ mở mắt tỉnh giấc, thấy Lăng Dạ trước mắt vẫn đang say ngủ, Diệp Giao thoáng đỏ mặt thầm nghĩ: "Lăng Dạ." Sau đó, Diệp Giao khẽ khàng bước xuống giường, nghĩ thầm: "Mình sẽ để cho anh ấy ngủ thêm một lát nữa." Thế là Diệp Giao đóng cửa rời đi. Để Lăng Dạ tiếp tục ngủ trên giường, Diệp Giao đi tới tiệm thú cưng của Đường Cao San. Bác sĩ thấy Diệp Giao thì nói: "Cậu Bạch, cậu đây rồi." Diệp Giao nói với bác sĩ: "Tôi có một yêu cầu cần ông giúp." Sau đó Diệp Giao lấy bảng tên trong túi ra, đưa cho bác sĩ và nói: "Làm ơn giúp tôi đưa tấm thẻ tên này cho ngài Tiêu." Tiêu Minh từ đâu xuất hiện sau lưng Diệp Giao, vươn tay ra lấy tấm bảng và bảo: "Cảm ơn vì tấm thẻ tên em đã làm cho Bubi." Diệp Giao thoáng giật mình, lắp bắp hỏi: "Anh, sao anh lại đến đây?" Tiêu Minh cười cười, trêu chọc Diệp Giao: "Sao em không cảm ơn tôi trực tiếp, nó không đủ chỉ với Bubi nhỉ, không có thành ý chút nào." Thế là Diệp Giao quay lại hỏi Tiêu Minh: "Vậy anh muốn sao?" Tiêu Minh cười nói: "Đi cùng tôi đến một nơi." Diệp Giao ngay lập tức từ chối: "Tôi không có nghĩa vụ phải." Nhưng Tiêu Minh đã cắt ngang lời Diệp Giao, nhắc khéo cô: "Đừng quên em nợ tôi vài ngày trước vấn đề của Mộ gia." Diệp Giao thở dài, đành thỏa hiệp. Nhưng lúc Diệp Giao mở cửa đi ra ngoài, cũng không quên nói với Tiêu Minh: "Tôi phải nói trước, nếu là nơi nào kỳ quái thì tôi sẽ không đi đâu." Tiêu Minh vui lòng, cười bảo: "Nó gần đây thôi." Tiêu Minh dắt Diệp Giao đến cửa hàng bên đường. Bà chủ tiệm thấy Tiêu Minh thì cười tươi rói chào đón: "Tiêu Minh, lâu lắm không gặp cháu." Bà chủ tiệm đưa 2 chiếc bánh cho Tiêu Minh và Diệp Giao, hai người họ nhận lấy. Diệp Giao cắn ăn thử, còn Tiêu Minh thì lễ phép đáp với bà chủ tiệm: "Dì cứ đi làm việc của mình đi ạ, cháu sẽ đưa cô ấy đi chơi." Rồi Tiêu Minh quay sang hỏi Diệp Giao: "Mùi vị thế nào?" Diệp Giao đáp: "Không tồi, nhưng là một thiếu gia sao anh biết?" Tiêu Minh bắt đầu hồi tưởng lại, chậm rãi kể cho Diệp Giao nghe: "Rất lâu về trước, có một tiểu thiếu gia không hạnh phúc với công việc của gia đình và đã bỏ nhà ra đi, nhưng cậu ta không có tiền để lấp đầy cái bụng rỗng, lúc ấy đã có một người cho cậu ấy mẩu bánh mì và cho cậu ấy làm việc ở quầy của mình." Diệp Giao nghe Tiêu Minh kể về bản thân lúc nhỏ, ngạc nhiên nói: "Tôi chưa từng nghĩ rằng anh đã bỏ nhà đi bụi đấy." Tiêu Minh có chút âu sầu, khẽ bảo: "Nhưng rồi tôi nhận ra mọi việc không đơn giản như vậy, để bảo vệ chị của mình, tôi đã phải thừa kế sản nghiệp của gia đình." Diệp Giao thầm nghĩ: "Để bảo vệ chị." Bỗng dưng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Giao. Diệp Giao bắt máy ngay: "Xin chào." "Vâng." Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Diệp Giao gấp gáp đáp: "Cái gì? Tôi sẽ quay lại ngay." Tập truyện đến đây kết thúc rồi. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.